Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 73, chia cho số có 2 chữ số phần tiếp theo. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 4.725 chia cho 15. Thì để thực hiện phép chia này, chúng ta cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Do số chia là 15 có 2 chữ số cho nên đầu tiên chúng ta chọn số bị chia 2 chữ số. Cụ thể ở đây là ta chọn 4 và 7 thì chúng ta sẽ có số 47 chia cho 15. Chúng ta chia như sau. Chúng ta lấy chữ số hàng chục của số 47 là 4 chia cho số hàng chục của số 15 là 1 thì ta có 4 chia 1 bằng 4. Chúng ta viết 4. Sau đó chúng ta lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 15. Chúng ta có 4 nhân 5 bằng 20. Viết 0 như 2. 4 nhân 1 là 4, nhớ 2 nữa là 4 cộng 2 bằng 6. Thì lúc này chúng ta có số 60 lớn hơn số 47 cho nên số 4 chúng ta không thể chấp nhận được mà chúng ta sẽ hạ số 4 này xuống một đơn vị là 3. Và bây giờ chúng ta lấy 3 nhân ngược lên với số 15 thì ta có 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhân 1. 3 nhân 1 là 3, nhân 1 nữa là 3 cộng 1 bằng 4. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 47 trừ đi 45. 47 trừ đi 45 chúng ta sẽ được kết quả bằng 2. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ chữ số 2 của số bị chia xuống và bây giờ chúng ta có số 22. Chúng ta lấy 22 chia cho 15 thì chúng ta cũng chia như sau. Chúng ta lấy chữ số hàng chục của số 22 là 2. Chúng ta chia cho chữ số hàng chục của số 15 là 1 thì 2 chia 1 bằng 2. Chúng ta viết 2. Sau đó chúng ta lấy số 2 này nhân ngược lên với số 15. Ta có 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Hai nhân một bằng hai, nhớ một nữa là 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy ta có 2 nhân 15 bằng 30. Chúng ta có số 30 này lớn hơn số 22 không được, vì vậy ta phải hạ 2 xuống một đơn vị là 1. Sau đó chúng ta lấy 1 nhân ngược lên với số 15 là 1 nhân 5 bằng 5. 1 nhân 1 bằng 1. Và bây giờ chúng ta lấy 22 trừ đi 15. Chúng ta được kết quả bằng 7. Bây giờ chúng ta sẽ hạ tiếp chữ số cuối cùng của số bị chia xuống là số chữ số 5 xuống thì bây giờ chúng ta sẽ có số 75. Chúng ta lấy 75 chia cho 15 thì chúng ta cũng lấy chữ số hàng chục của số 75 là 7. Chúng ta chia cho chữ số hàng chục của số 15 là 1 thì 75 chia cho 15 chúng ta sẽ được 7 chia cho 1 chúng ta sẽ được kết quả là 7. Chúng ta lấy số 7 này nhân ngược lên với số 15. 7 nhân 5 bằng 35, viết 5 nhân 3. 7 nhân 1 là 7. Nhớ 3 nữa là 10. Nhớ 3 nữa là 10 thì lúc này chúng ta sẽ có là kết quả là 105. Thì 105 lớn hơn 75 không được, vì vậy chúng ta phải hạ số 7 xuống một đơn vị. Chúng ta hạ đến khi nào mà chúng ta được kết quả thích hợp thì thôi. Thì lúc này chúng ta hạ 7 xuống một đơn vị là 6. Chúng ta có 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3.
6 nhân 1 là 6, nhân 3 nữa là 9. Thì lúc này 90 vẫn lớn hơn 75. Do đó chúng ta sẽ hạ 6 tiếp xuống một đơn vị là 5. Chúng ta lấy 5 nhân 5 bằng 25. Viết 5 dưới 2. 5 nhân 1 là 5, dưới 2 là 7. Thì bây giờ chúng ta mới được kết quả mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy số 75 trừ đi 75. Và chúng ta sẽ được kết quả là 0. Như vậy, 4.725 chia cho 15, chúng ta được kết quả là 315. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện phép tính thứ hai là 8.058 chia cho 34 bằng bao nhiêu? 8.058 thì chúng ta cũng thực hiện phép chia 8.058 chia cho 34. Chúng ta chia theo thứ tự từ trái sang phải. Do số chia ở đây là số 34 có hai chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn ở số bị chia hai chữ số. Và cụ thể ở đây chúng ta chọn số 8 và số 0. Lúc này chúng ta có 80 chia cho 34. Thì 80 chia cho 34 chúng ta chia như sau. Chúng ta lấy chữ số hàng chục của số 80 là 8, chia cho chữ số hàng chục của số 34 là 3. Thì 8 chia cho 3, chúng ta sẽ có kết quả lớn nhất là 2. Chúng ta không thể lấy là 3, bởi vì 3 x 3 là 9. Sau đó chúng ta lấy 2 nhân ngược lên với số 34 này, xem là kết quả chúng ta lấy có chính xác hay không. Thì chúng ta lấy 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 3 bằng 6, viết 6. Thì 68 nhỏ hơn 80, cho nên kết quả chúng ta lấy bằng 2 là có thể chấp nhận được. Sau đó chúng ta lấy 80 trừ đi 68, chúng ta sẽ được kết quả là 12. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống, và cụ thể ở đây là chúng ta hạ chữ số 5 xuống cạnh chữ số 2. Thì lúc này chúng ta sẽ có một số là 125. Chúng ta lấy 125 chia cho 34, thì chúng ta lấy hàng chục của số 125 này là 12, chia cho hàng chục của số 34 là 3. Thì tại sao hàng chục của số 125 là 12? Bởi vì số 125 bao gồm 12 chục và 5 đơn vị, cho nên hàng chục của số 125 sẽ là 12. Chia cho hàng chục của số 34 là 3, thì 12 chia cho 3 chúng ta có thể lấy lớn nhất là 4. Sau đó chúng ta nhân ngược lên, dùng số 4 này nhân ngược lên với số 34, chúng ta có 4 x 4 bằng 16. Viết 6 nhớ 1. 4 x 3 bằng 12. Nhớ 1 nữa là 12 cộng 1 bằng 13. Thì lúc này chúng ta sẽ có số là 136. Lớn hơn 125, do đó kết quả chúng ta chọn là 4, không hợp lý. Vì vậy chúng ta sẽ hạ 4 xuống một đơn vị là 3. Sau đó chúng ta dùng số 3 này nhân ngược lên với số 34, thì chúng ta có 3 x 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, nhớ 1 nữa là 9 cộng 1 bằng 10. Chúng ta thấy số 102 này nhỏ hơn 125, vì vậy kết quả là chúng ta lấy 3 là có thể chấp nhận được. Tiếp tục, chúng ta lấy 125 trừ đi 102, chúng ta sẽ được kết quả là 23. Sau đó chúng ta sẽ hạ chữ số cuối cùng của số bị chia xuống, và cụ thể ở đây là chúng ta hạ 8 xuống. Lúc này chúng ta sẽ có số là 238.
238 này chúng ta chia cho 34 thì chúng ta cũng lấy hàng chục của số 238 là 23, thì số 238 bao gồm 23 chục và 8 đơn vị, cho nên chúng ta lấy hàng chục của số 238 là 23 chia cho hàng chục của số 34 là 3, thì 23 chia cho 3 chúng ta có 7 x 3 bằng 21, 8 x 3 bằng 24, cho nên 23 chia cho 3 thì kết quả lớn nhất chúng ta có thể lấy được là 7. Sau đó chúng ta sẽ lấy 7 nhân ngược lên với số 34. Chúng ta có 7 x 4 bằng 28, viết 8 x 2. 7 x 3 bằng 21, nhớ 2 nữa là 21 cộng 2 bằng 23. Thì chúng ta sẽ có 7 x 3 4 sẽ bằng 238. Sau đó chúng ta lấy 238 trừ đi 238 thì chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? Chúng ta được kết quả là 0. Thì lúc này 0 chính là số dư của phép chia. Hay nói cách khác, phép chia này là phép chia hết. Như vậy 8058 chia cho 34 bằng 237. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện là 5672 chia cho 42 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia này theo thứ tự từ trái sang phải. Do số chia ở đây là 42 có 2 chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn 2 chữ số ở số bị chia. Tức là chúng ta chọn 56. Thì 56 chia cho 42 thì chúng ta cũng lấy chữ số hàng chục của số 56 là 5, chia cho hàng chục của số 42 là 4. Thì 5 chia cho 4 thì kết quả lớn nhất chúng ta có thể lấy là 1. Không thể lấy bằng 2 bởi vì 2 x 4 bằng 8, 8 lớn hơn 5. Vì vậy chúng ta sẽ lấy 5 chia cho 4 bằng 1. Chúng ta lấy 1 nhân ngược lên với số 42 là 1 x 2 bằng 2. Viết 2, 1 x 4 bằng 4. Sau đó chúng ta lấy 56 trừ đi 42. 56 mà trừ đi 42 chúng ta được kết quả bằng. Bằng 14. Tiếp tục chúng ta hạ chữ số 7 của số bị chia xuống cạnh số 4. Thì lúc này chúng ta sẽ có số 174. 147 xin lỗi. 147. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 147 chia cho 42. 147 chia cho 42 thì chúng ta cũng lấy hàng chục của số 147 là 14, bởi vì số 147 bao gồm 14 chục và 7 đơn vị. Cho nên chúng ta lấy hàng chục của số 147 là 14 chia cho hàng chục của số 42 là 4. Thì 14 chia cho 4 chúng ta có 3 nhân 4 bằng 12. 4 x 4 bằng 16, do đó 14 chia cho 4 thì kết quả lớn nhất chúng ta có thể lấy được là 3. Sau đó chúng ta lấy 3 nhân ngược lên với số 42. Chúng ta có 3 x 2 bằng 6. Viết 6 và 3 x 4 bằng 12. Viết 12. Lúc này chúng ta sẽ lấy 147 trừ đi 126. Thì 126 nhỏ hơn 147 cho nên chúng ta lấy 3 này có thể chấp nhận được. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 147 trừ đi 126. Chúng ta sẽ được kết quả là 21. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số 2 của số bị chia xuống cạnh chữ số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ có là số 212. 212 chúng ta chia cho 42. Chúng ta chia như thế nào? Chúng ta cũng lấy hàng chục của số 212 là 21. Bởi vì 212 bao gồm 21 chục và 2 đơn vị. Thì chúng ta sẽ lấy 21 chia cho hàng chục của số 42 là 4.
chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? Năm. Kết quả lớn nhất chúng ta có thể lấy được là 5, bởi vì 5 nhân 4 bằng 20. Sau đó chúng ta sẽ lấy 5 nhân ngược đến với số 42 thì 5 nhân 2 bằng 10, biết 0 nhớ 1. Năm nhân 4 bằng 20. Nhớ 1 nữa là 20 cộng 1 bằng 21. Thì 210 nhỏ hơn 212, cho nên chúng ta lấy 5 là hợp lý. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 212 trừ đi 210. 212 trừ đi 210 chúng ta sẽ được kết quả là 2. 2 nhỏ hơn 42, vì vậy chúng ta sẽ dừng phép chia ở đây. Và 2 chính là số dư của phép chia. Như vậy 5672 chia cho 42 bằng 135. 135 và dư 2. Tiếp tục chúng ta thực hiện phép chia cuối cùng của bài tập số 1 là 7521 chia cho 54. Thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia 7521 chia cho 54 như sau. Chúng ta cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Do số chia ở đây là số 54 có 2 chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn 2 chữ số của số bị chia là 7 và 5. Thì lúc này chúng ta sẽ có số 75 chia cho 54, chúng ta chia như sau. Chúng ta lấy hàng chục của số 75 là 7, chia cho hàng chục của số 54 là 5. Thì 7 chia cho 5, chúng ta chỉ có thể lấy lớn nhất là 1. Bởi vì chúng ta lấy bằng 2 thì là 2 nhân 5 bằng 10, 10 lớn hơn 7 không được. Vì vậy chúng ta chỉ có thể lấy 1. Sau đó chúng ta lấy 1 nhân ngược lên với số 54 thì ta có 1 nhân 4 bằng 4, viết 4. 1 nhân 5 bằng 5, viết 5. Tiếp tục chúng ta lấy 75 trừ đi 54. Chúng ta sẽ được kết quả là 21. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ chữ số 2 của số bị chia xuống. Và lúc này chúng ta sẽ có số 212. 212 chia cho 54. Thì chúng ta cũng lấy hàng chục của số 212 là 21. Chia cho hàng chục của số 54 là 5. Thì 21 chia cho 5, chúng ta sẽ được kết quả lớn nhất là bao nhiêu? Bằng 4. Bởi vì 4 nhân 5 bằng 20. Sau đó chúng ta lấy số 4 này nhân ngược lên với số 54 thì ta có 5, 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 5 bằng 20, nhớ 1 là 21, viết 21. Như vậy chúng ta có 4 nhân với 54 thì bằng 216. 216 lớn hơn 212, vì vậy số 4 này không thể chấp nhận được mà chúng ta cần phải hạ xuống một đơn vị là 3. Và bây giờ chúng ta lấy 3 nhân ngược lên với số 54, chúng ta nhân như sau. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhân 1. Ba nhân 5 bằng 15, nhớ 1 nữa là 16. Một trăm sáu mươi hai nhỏ hơn 212, kết quả có thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta lấy 212 trừ đi 162.
212 trừ đi 162 chúng ta sẽ được kết quả là bằng 50. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 1 xuống thì lúc này chúng ta sẽ được số 501. 501 chúng ta chia cho 54. Chúng ta cũng lấy hàng chục của số 501 là 50 chia cho hàng chục của số 54 là 5. Thì 50 chia cho 5 chúng ta có thể lấy kết quả lớn nhất là 9. Bởi vì 9 nhân 5 bằng 45. 45 nhỏ hơn 50. Sau đó chúng ta lấy 9 nhân ngược lên với số 54 thì chúng ta có 9 nhân 4 bằng 36. Viết 6 như 3. Chín nhân 5 bằng 45. Nhớ 3 nữa thì 45 cộng 3 bằng 48. Như vậy 9 nhân 54 sẽ bằng 486. 486 nhỏ hơn 501. Vì vậy kết quả là 9 có thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta lấy 501 trừ đi 486. Chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? Chúng ta được kết quả bằng 15. 15 nhỏ hơn 54. Vì vậy, chúng ta sẽ dừng phép chia ở đây. Và 15 chính là số dư của phép chia. Do đó, 7.521 chia cho 54, chúng ta được kết quả là 139 và dư 15. Thì chúng ta đã làm xong bài tập số 1. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ giải các bài tiếp theo của bài 73 chia cho số của hai chữ số tiếp theo ở video sắp tới. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì các em hãy bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.